Đây là gọi cuốn này cả nhà. Ừ. Biết sao không, tay này đeo bao tay thì chị không lấy gói cuốn được, cho nên chị sử dụng thường là một tay. Rồi cuốn chị bán nhiêu cuốn này chị? À 10.000 em. 10.000. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà thịt này là thịt chị khèo với nước dừa nha. Dạ. Chị khè luôn. Khè chín với nước dừa chứ chị không luộc như người ta. Ừ. Ha. Rồi còn á cái nước chấm của chị có 3 loại đó rất đặc biệt. Chị tự tương chị xay nè, chị nấu với nếp luôn. Nha, chứ không phải chị mua tương đen như mọi người về nấu là can can bình bình đâu. Cái tương hộp của chị á, chị mua. Chị có trộn nếp vô ăn không? Đúng rồi, chị nấu. Đó, nấu tương luôn. Đó, tương nấu mà có nếp luôn. Là ngon lắm luôn. Đúng rồi, nấu nhừ ra luôn. À. Chị xay xay nhuyễn luôn. Chị nấu nhừ của chị là kẹo lắm. Chút xíu đem qua em thử nghiệm. Dạ. Rồi 10.000 cuốn này cả nhà. Đúng rồi, chủ yếu là tôm chị là tôm Quảng Canh. Dạ. Nha. Nhà chị có vuông tôm, chị nuôi rồi em chị nó bắt mỗi ngày nó đặt tới nước vậy nè, nó gửi lên. Ừ. Gửi lên lần nào có 10 kg là chị làm hết. Là chị đi ra tới Nha Trang chị vẫn gửi tôm nhà đi theo luôn. Ồ. Tôm Quảng Canh này ngon lắm cả nhà, giống như kiểu giống như đảm mình bảo để luôn. Cho nó tự nhiên, tự nhiên vậy đó. Nhưng mà ăn một miếng là nó ngọt cực kỳ luôn. Chị bưng cái rổ tôm em coi cái coi. Cái rổ tôm của chị đây. Đây tôm Quảng Canh này cả nhà, đỏ ao luôn. Đỏ ao luôn. À, đó. Nó không có thức ăn như cái tôm của mình nuôi công nghiệp đúng là đúng nó có một đường thức ăn ha. Ừ. Tôm này tôm ngon này, lắm đúng rồi đó, ngon lắm. Tại mọi người luôn. Biết sao không? Thảo biết tôm Quảng Canh này không? Giống như là về dưới Cà Mau á, mấy cái vuông tôm người ta để về người ta nuôi Quảng Canh cho tôm tự ăn nhiên, tự nhiên đúng vậy rồi, đó. Đúng rồi. Đó, và cứ khi nào tôm nước thì người ta đặt lú, người ta thu hoạch người ta bán. Tôm nó ngon lắm. Ngon lắm. Mà ở dưới quê bán giá nó cũng rẻ nữa. Đúng rồi, ở dưới quê rẻ. Cái loại này ở quê thì cỡ 120 nhưng mà lên đây là khoảng 200 nha. Đó. Đó, 200 mấy luôn á. Ngon lắm, tôm nó ăn nó ngọt lắm cả nhà. Đúng rồi, ngọt ngay luôn. Nó y chang tôm thiên nhiên vậy, tại vì nó không cần bỏ cái gì hết, chỉ cần mình luộc lên là nó ngon. Nó tự kiếm nó ăn vậy đó. Gọi cuốn 10.000. 10.000. Mọi người nghe thì nó hơi giật mình nhưng mà đúng rồi, đúng cái nguyên liệu á. Đúng rồi. Nguyên liệu chắc lắm. Thật là chị phải khèo nước dừa nè. Rồi đặc biệt cái nước chấm của chị rất là đắt tiền. Chị làm một cái ấy nước chấm vậy đó, rất là tốn, chị nấu. Bình thường cái nước chấm kia chị cũng nấu nước dừa ha. Rồi cái nước chấm mắm nêm nữa nha. Dạ. Nước chấm mắm nêm, chị phải xay khóm, xay xả. Mọi thứ đều làm rất là công phu. Làm nổi nước chấm không thích từ 3 giờ, 4, 5 giờ sáng mới xong nước chấm. Vậy đó. Hiện tại thì chị bán trong công viên Lê Thị Riêng cả nhà. Chị đang tổ chức đúng cái lễ hội rồi. Gì đây nè. Có nhiều lễ hội loại bánh. Mùa hè nè. Ừ, nhiều lễ hội có nhiều loại bánh trái lắm. Đúng rồi. Bên mẹ chị bữa một tay là sắp cho mấy bạn trải nghiệm tự làm bánh luôn á. Dạ. À chị là con của Hân luôn hả? Đúng rồi, con ruột người thứ hai. Dạ. Thằng em chị thì thằng Út. Dạ. Thằng Út thì nó đang ở bên Phú Quốc á. Dạ. Cũng chị cũng đi chỗ khác chị cũng vẫn làm món bánh dứa để phát huy nó, rồi với một phần muốn gìn giữ nó. Dạ. Muốn bảo tồn nó, chị không muốn đánh mất, cho nên em chị cũng biết làm, chị cũng biết làm. Bên chị thường làm xong thì chị bọc lại vậy luôn. Dạ, đây nước chấm nó vệ sinh đúng chị, rồi. Chị quay cho Thảo để quay chị dở ra mấy hũ nước chấm cái. Cái này là chua nước, ngọt, nước mắm chua đúng ngọt rồi, nước mắm chua ngọt đó. Cái này tương. Đúng rồi, chị nấu có nước dừa rồi nó rất là kẹo ngon. Cái này là mắm nêm. Mắm nêm, cái bên em mới tương. Khóm, xả, đậu phộng rồi chị xay. Dạ. Rồi, cái này là tương dạ. Hộp chị xay. Khách thích ăn cái nước chấm nào thì mình lấy nước đó hả? Đúng chị? Rồi, ai chọn nào thì lấy cái đó. 10.000 cuốn thầy nhé. Mà Thảo thấy con tôm ở đây ngon á. Ừ. Chất lượng luôn, không ngon không lấy tiền luôn. Đúng rồi. Đảm bảo tự tin. Đảm bảo tự tin luôn. Nếu mà lại ăn mà tôm này nó không tươi hay chị hay nó không ngọt hay chị gì là trả tiền lại liền. Dạ. Có nhầm người nói lỡ tôi ăn ngon, tôi nói không ngon sao, cái đó là tùy, tại vì tùy khách thôi, khách muốn nói sao nói. Dạ. Đúng rồi, mà miễn sao mình cho cái cảm nhận thật lòng là được. Chị bán từ ngày mấy đến ngày mấy chị? Ngày 1 là kết thúc, ngày 2 kết thúc đúng rồi. Ngày 31, 1, 2 là xong bế mạc ngày 2. Hôm nay 31. Hôm nay 31 là khai mạc nè. Là ngày 1 với ngày 2 kết thúc. Đúng rồi, bán được 2 ngày là thứ bảy chủ nhật á. Dạ. Rồi xong cái ngày 3 là chị đi ra Nha Trang. Hôm nay là thứ 6 hả? Đúng rồi, bán được có thứ 7 chủ nhật à. Dạ, chút nào mua mấy cái cuốn này ăn thử cả nhà. Cái đúng cuốn rồi. Này giờ mình để đến trưa ăn nó cũng ngon. Được, vẫn ngon. Tại vì chị đảm bảo luôn cho. Chị bọc, chị vừa làm xong chị bọc vệ sinh liền. Vậy đó, thứ nhất chị, là nó giữ. Sao mà mẹ chị thì ở dưới
với Kiên Giang mà chị lấy chồng về Bến Tre. À, dạ. À, nè chồng chị nè, bên chồng chị nè. Dạ. Mẹ chị là cô Tấn nè, cũng là nghệ nhân nè. Dạ, dạ. Là bánh đủ loại bánh luôn. Dạ. Là mẹ chồng. À, mẹ ruột thì là nghệ nhân bên bánh Khmer. Dạ. Mẹ chồng là nghệ nhân bên bánh của người Kinh. Rồi. Bánh tét, bánh khọt, bánh đâu, xèo. Đâu? Rồi cái gian hàng của mẹ chị đâu, mẹ ruột á. Cái bà Gô đây, mẹ chị hôm bữa đi cái lễ hội ẩm thực ở Cần Thơ bị té gãy tay cho nên giờ không có tham gia được mẹ chồng á. Dạ. Còn này là mẹ ruột nè. Rồi bên chồng chị đại diện nè, hai này chồng chị rồi anh chị rồi chị dâu. Đi cũng muốn phát huy cái muốn giữ gìn cái nghệ nhân. Dạ. Tiếp tục phát huy những món ăn đưa đến lễ hội những món ăn mà muốn nói chung là muốn giữ gìn những món ăn truyền thống đó. Tóm lại là chị vì đam mê thôi. Là chị muốn giữ gìn những món ăn truyền thống, muốn lưu gìn giữ lại để cho thế hệ trẻ sau này biết á. Dạ. Chị không muốn bị nó mai một mất tiêu đi. Nhất là những cái món bánh dứa của mẹ nè. Rồi bánh khọt chị cũng giữ gìn bánh khọt truyền thống luôn. Mặc dầu làm nó hơi giống giống ở bên Bến Tre. Mà đặc biệt chị mang về bển nha, chứ Bến Tre cũng không có bánh khọt nữa. Chị có hai loại bánh khọt, một bánh truyền thống, một bánh hiện đại. Dạ. Mấy bạn đến muốn ăn nào ăn. Hiện đại là tự chế. Cái thịt này nó khìa nó thấm hơn á. Đúng rồi, chị khìa nước dừa đàng hoàng, chất lượng luôn, thấm vô ngon. Mình có bọc lại gì mình để khi nào mình ăn nó vẫn là ngon. Dạ. Ha, mình luộc nhiều khi cái mình để lâu cái nó có cái mùi đúng không? Dạ. Còn đặc biệt. Mà đặc biệt thịt của chị luộc cũng không có mùi nữa, tại chị bỏ chanh, bỏ gừng, bỏ đồ vô đầy đủ. Dạ. Nhưng mà chị thích khìa vậy hơn nè, khìa nước dừa vậy nè. Mẹ thấy con tôm của chị to ghê, tôm to. Chị cuốn to. Bởi vì lý do hỏi tại sao mà bỏ phân nửa, tại vì tôm chị to lắm. Ừ. Nè, để một cái mà nó dày nữa. Dạ. Phân nửa thôi mà nó cũng đã dày rồi. Tôm nhà mới là dám làm vậy thôi. Đúng rồi. Thật ra tôm nhà mới dám bán vậy 10.000 thôi, chứ mua làm sao dám bán 10.000. Dạ. Cái đó nói thật nha. Trời ơi, tôm này là loại ở đây là từ 200 mấy đó. Nè. Con tôm là mấy bạn xem đi. Em nói thiệt, một con tôm loại súng mà loại to luôn á. Là ý là chị luộc nó teo lại vậy rồi nè, em tưởng tượng khi mà nó bự, nó còn sống nó tươi. Này là phải 200 mấy là chị. Nếu mà Sài Gòn loại này đúng rồi, đúng rồi, 200 mấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chị có ra chị hỏi thử rồi. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị bán đắt hàng nha. Rồi, chúc anh chị nào mà mình coi video thấy cái món tôi gọi cuốn này ngon á thì ghé quầy hàng của chị tên gì á chị? Chị tên Dung. Chị Dung. Đó, ở công viên Lê Thị Riêng ngay cổng luôn, ngay đầu cổng vô luôn á cả nhà. Phải luôn. Đó, ngay mà hình như bên chị có mình chị có cái này à. Đó, thảo quay luôn. Cái gian hàng để cô chú anh chị về hình dung. Ừ. Bỏ vô đi lấy cho bịch tương nè, cái này nó mới ok nè. Không, cái nào cũng ngon chứ. Hai lẩu. Hai. 30.000. À, tổng cộng là anh có 241 đúng không? 33 là 9 đúng không? Rồi xin chúc mấy năm 14 nè. Đưa anh 60 đây. Còn mấy nhau đó là chị em mua cái này. Có mấy cái ghế chờ đây, mấy cái ghế. Em, có cái bàn. Đi. Mà không có cái gì múc nước tương nãy em lên ăn gì hết. Ủa sao chưa có cái giá múc nước tương nè. Giá múc có hả? Em ăn cái gì em gọi đi bưng qua. Em ngon. Đó, đó là con tôm đó cả nhà. Giờ mình mua cái gọi cuốn mà ở Sài Gòn tôm bé tí thôi là đã 6.000 rồi, có chỗ bán 7.000 rồi thì chỗ đấy bán 10.000 thì Thảo thấy nó cũng hợp lý thôi á. Dưới quê đem lên nữa xa. Dạ. Xôi nữa có tiền cho đổi 200 thôi anh, đồ nguyên liệu là quê ngon. Ừ. Nhìn tôm chất lượng cái gọi cuốn hai tôm lên đò ao. Luôn.
Chị bán ở ngoài Đà Lạt á, dạ. Đem tôm nhà lên á, bán rất là đắt luôn, một ngày mà chị bán tới mấy trăm hộp đó. Ừ. Tại vì rau Đà Lạt nó đã ngon rồi, dạ. Rồi cộng với cái tôm ngon nữa. Là bán gần cả ngàn cuốn chứ ít mà chị hả? Mấy trăm hộp luôn mà. Giờ chị chưa dám điện kêu. Ở đây là gian hàng của cô Hằng, nghệ nhân cô Hằng nữa cả nhà, ở Kiên Giang. Đó. Thì cái món bánh bánh dứa này nè, hôm bữa Thảo quay ở dưới Sóc Trăng á, rất là nhiều bạn cô chú anh chị hỏi ước gì mà món này có ở Sài Gòn, hôm nay lên tới Sài Gòn luôn rồi nè cả nhà. Hôm nay là ngày 31 tháng 5, 2024, thì cô Hằng đem cái món bánh dứa, hay còn gọi là bánh rây này đó, lên Sài Gòn. Địa điểm hôm nay cô Hằng đang làm là công viên Lê Thị Riêng, quận 10 ở Sài Gòn. Cái hàng bán thì bán cả ngày luôn, từ 8 giờ sáng là bắt đầu có bánh rồi, bán đến mấy giờ? 10 giờ tối hả? 10 giờ tối. Dạ, yeah. 8 giờ sáng đến 10 giờ tối cả nhà. Lên Sài Gòn giá nó sao chị, có khác gì ở dưới quê không? Bán cái này à, giá này cá nhiêu? Cá nhiêu cô? Ba cái hai mươi chứ, từ 3 cái 10 ngàn thì quá rẻ. Ăn cực kỳ ngon luôn cả nhà, tại nhiều người cứ hỏi gì bánh mà. Đi cô, bánh dứa đi cô ơi, chỉ có ở Sài Gòn mới có, ở miền Tây mới có, là Sài Gòn không có đâu. Đó, Sài Gòn thì người ta chỉ có cái món là bánh ống lá dứa thôi. Hả? Chứ còn cái món bánh rây này thì không có đâu. Bánh rây này thì cực kỳ hiếm, ở dưới miền Tây mới có cả nhà. Ngon lắm, trời ơi, ăn vô nó dẻo mà nó ngon. Nói chung là cô chú anh chị mà mình yêu thích cái món này, mà hôm bữa mà coi clip mà không có ăn được, thì hôm nay mọi người có thể ghé ở công viên Lê Thị Riêng. Thì hiện tại thì bánh thì vẫn có 3 màu như cũ cả nhà, là màu trắng truyền thống, màu xanh lá dứa và màu đỏ lá cẩm. Màu lá cẩm. Người ta bỏ đến cái rây, người ta rây rây thì kêu nó là bánh rây vậy đó. Rây như vậy nè. Đó, cái nhân của nó là nhân dừa xào đó cả nhà, dừa với đậu phộng. Ở đây xuống đây đắp đi. Dừa với đậu phộng xào với đường thốt nốt. Dạ. Chị mình bán là từ ngày nào đến ngày nào vậy, để khán giả coi có biết con muốn ăn đó chị. Hết ngày 2 đó. Là ngày 31. Ngày 31 tới ngày 2. 1 tây tháng 6, 2 tây tháng 6. Đó. Rồi ngày 3 tây thì mình bán đâu? Hay là về? 4 tây là qua công viên quận 8 á. À, có nghĩa là còn bán ở Sài Gòn nhiều ngày đúng không? Đó, đúng. Nếu mà ví dụ mình ăn được, mình bận rộn, mình chưa có về Sài Gòn hay là công việc gì đó mình ăn được ở công viên Lê Thị Riêng ấy, thì mình có thể ghé bên quận 8 á cả nhà. Đó, mai mốt cô Hằng cùng di chuyển tiếp qua bên quận 8 nữa. Bên đó lễ hội gì á chị? Lễ hội gì không? Bên chị, bán bên lễ hội quận 8 không? Là lễ hội gì bên đó? Lễ hội sông nước gì bên quận 8 á, cả nhà gọi trên màn là nó sẽ có thông tin á. Đó, ngày 4 tháng 6 phải không chị? Đúng rồi. Ngày 4 tháng 6 là qua bên đó đó cả nhà. Nó hơi bị lộ. Cái màu tím lá cẩm hả cô? Ừ, cái này là màu tím này lá cẩm. Dạ. Còn màu xanh lá dứa. Cô làm có 3 màu à. Dạ.
người bán một hộp bằng bán ở Cà Mau vậy đó cũng 20 ngàn. Ba cái 20, nhưng mà ở đây đồ lên giá dữ lắm luôn, nhưng mà kệ, để đi bán cái 10 ngàn đi. Ở Sài Gòn mà dạ, ở Sài Gòn thì bán 10 ngàn chắc khách thôi, cùng một xe ăn à. Bữa hôm cô bán được không? Cô bán ở level 8 được không? Được. Dạ. Tháng này mình chỉ có sợ trời mưa thôi, còn dạ, không mưa là bà con ta lợi ăn dữ lắm, đổ không kịp. Dạ. Cái món bánh này cô biết tại sao nhiều người xa quê họ thích ăn lắm, nhưng mà đúng không rồi, có Sài Gòn không có ai bán gì hết cô á. Dạ. Sao cô muốn truyền nghề lại cho ai, tới học nghề thì cô dạy nghề cô? Muốn cô muốn dự độc quyền hả? Đó khi nhiều người muốn học nghề để mà phát triển nghề này ra. Món bánh này là món bánh truyền thống cả nhà. Đôi khi nếu mà không có những cái nghề nhân như cô Hận nó sẽ bị mai một á. Đúng rồi, bởi vì cũng dạy cho con cháu nhiều dữ lắm, mà nó chi nhánh ra nó đi làm ăn. À dạ. Nó đi các chỗ chia ra làm ba làm bốn luôn đó, bốn dạ, nhánh được đó. Dạ. Dạ, chỗ nào cũng có bánh dứa, bánh gừng, bánh ớt, rồi bán thêm mấy cái loại bánh này nè. Dạ. Rồi cuốn, rồi bánh cúc sò điệp, bánh khọ, rồi bánh tét mini. Bánh tét mini hôm đó mà bây giờ chuẩn bị mà chưa có được gói. À, chú mà có gói bánh tét mini nữa. À, bánh tét mini nó đằng này nó nhỏ, nó không có gì chứ, nhưng mà bán được lắm. Dạ. Ở Sóc Trăng là cô gói được bao nhiêu để ra nhiêu là hết nhiêu à. Dạ. Rồi ở Sài Gòn bố hỏi cũng vậy. Cái món đây là cô đang làm bột đó cả nhà. Đang làm bột mà màu lá cẩm nè. Nè, nấu một nồi bự vậy đó để bột ra. Rồi lấy dưới xay để phùng sẵn vậy đó. Chứ tới mình vô mần tới lúc có khách rồi không có mà người mần. Bị mà đường xa quá, đi kinh phí nhiều quá, thành ra cô đi ít lợi. Dạ. Đi ít lợi thành ra không có người mần. Cái này là một cái chảo nhân á bạn cô. Chảo nhân nè, nhân của bánh lá dứa đó. Nhân xào xong rồi đó cả nhà. Xào xong rồi đó, tới chừng mình bán cái mình gắt bột rồi, gắt đậu phộng lên. Không, chưa có lấy bánh luôn kìa. Đâu có trả tiền bên đây không ạ? À, lại quên rồi đó. Cái bọc bự quá, chà bự luôn mà nè. Bọc to quá. Các loại bánh dân gian này cả nhà. Em mần này mần gì vậy em? Mần Bắc nhưng mà của tỉnh nào á? À vậy hả, chứ không biết tỉnh nào. Em bán hồ thôi hả? À, tại em nói mần Bắc nhưng mà em không có biết được tỉnh nào cả nhà. Cái này đồng giá luôn hay sao vậy em? Cái lượng đó là
70, còn cái nhỏ 60. À, lớn 70, nhỏ 60 cả nhà. Bằng đầu mùa cho nên giá nó còn hơi cao đó. Không, giá phải là rất là à. Đầu mùa nó 100 mấy. Vậy hả? Vậy sao mà trong có mát có 40 vậy em? Trời ơi, anh không bao giờ có mấy cái trái cồ như thế này đâu. À, đây là mừng lớn đúng không? Không bao giờ có trái cồ là hàng có mát về các hàng nhạc. À. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Cái hàng này anh ăn ngọt lắm. À. Nhưng mà tại anh biết mừng ở đâu á. Dạ. Không, mừng đợt này là chắc là người sinh ra thôi. Một châu này là một kia gì vậy? Không có phải là một Trung Quốc đâu, tại vì mặt này Việt Nam mình vẫn có.